Xin mến chào cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh của em Hôm nay thì lại tiếp tục những video để chia sẻ đến cô bác và anh chị những cây dược liệu Những cái cây mà nó gần gũi với cuộc sống của chúng ta Nhưng mà nó lại mang lại nhiều cái giá trị lợi ích về mặt sức khỏe Hôm nay em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị một cái loại rau nha Bây giờ em sẽ vào vườn nên em sẽ quay cái loại rau ở Việt Nam thì lá lốt là một trong những loại rau rất là quen thuộc và được sử dụng phổ biến ở trong các bữa ăn hàng ngày. Cô bác và anh chị mình thường xuyên sử dụng lá lốt nhưng mà nhiều khi mình không có để ý đến những công dụng dược liệu của lá lốt thì trong video ngày hôm nay em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị những công dụng dược liệu của cái loại rau quen thuộc này nhé cây lá lốt thì nó là cây thân thảo nó sống rất là dai và nơi sinh sống và phát triển của nó thì chủ yếu là nơi dâm mát hay là những nơi mà ẩm ướt thì đây cái đợt đầu thì em trồng có một ít thôi nhưng mà nó lan ra rất là mạnh mẽ và nó sống hầu như là không cần phải chăm bón gì nó cũng có thể phát triển rất là mạnh theo đông y thì lá lốt nó có vị nồng hơi cay và có tính ấm. Tất cả các bộ phận của cây đều được sử dụng để làm dược liệu. Mình có thể thu hái vào bất cứ mùa nào ở trong năm. Các có thể cắt nhỏ, phơi khô hoặc là sấy khô cũng được. Lá lốt được quy vào kinh vị, gan mật và tỳ. Theo đông y thì công dụng của lá lốt đó là ôn trung, làm ấm, tán hàn là trừ lạnh, hạ khí là đưa khí đi xuống và chỉ thống là giảm đau yêu cước thống là à, trị cái đau lưng đau chân mũi chảy nước tanh à, và trị nôn mửa đầy hơi khó tiêu do đó thì lá lốt được dùng làm điều trị các cái bệnh chữa phong hàn thấp tê bại tay chân và các cái chứng rối loạn tiêu hóa tiêu chảy đầy hơi nôn mửa bệnh thận chữa các cái bệnh về xương khớp đau nhức do thay đổi thời tiết hay là do tuổi cao đau đầu đau răng và chảy mồ hôi Gân gian thì mình có thể sử dụng lá lốt ở dưới dạng đơn lẻ hoặc là phối hợp với một số vị thuốc khác như là rễ cỏ xước, lá sương sông, rễ bưởi bung để sắc lấy nước uống hay là ngâm tay chân nhằm chữa các cái chứng đau nhức xương khớp, chứng da mồ hôi ở tay chân, đau vùng ngực do bị lạnh hay là đau đầu, đau răng. Bây giờ thì em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị một số các bài thuốc đơn giản từ cây lá lốt. Bài thuốc đầu tiên đó là điều trị cái đau bụng thì mình đau bụng do lạnh bụng thì mình có thể sử dụng cây lá lốt để cải thiện cái tình trạng đó mình lấy khoảng 20 g cái lá lốt tươi rửa thật sạch sau đó thì mình cho vào nồi mình nấu với khoảng 300 ml nước khoảng một cốc các cô bác và anh chị đến khi còn khoảng 1 phần ba thì tắt bếp và chia làm hai lần uống trong ngày thì nó làm ấm bụng và trừ hàn rất là hiệu quả Bài thuốc thứ hai đó là bài thuốc người ta dùng cái cây lá lốt này để điều trị cái đau nhức xương khớp khi trở trời hay là cô bác và anh chị nào mà lớn tuổi mình hay bị đau nhức xương khớp thì cũng có thể sử dụng lá lốt như một cây điều trị rất là hiệu quả. Mình có thể sử dụng 30 g lá lốt tươi đem nấu cùng với khoảng 2 bát nước cho đến khi còn nửa bát thì tắt bếp và mình uống sau bữa tối. Duy trì liên tục đều đặn khoảng 10 ngày thì cô bác và anh chị sẽ thấy cái tình trạng của mình nó thuyên giảm đáng kể. Tiếp theo là bài thuốc người ta chữa cái sưng đau ở đầu gối. Khi mà mình bị sưng đau đầu gối, đa số là cô bác anh chị lớn tuổi đều bị, thì mình có thể sử dụng cái lá lốt này 20g kết hợp với 20g ngải cứu. Mình đem rửa thật sạch và mình giã nát nó ra. Tiếp tục mình trưng ở trên bếp, mình cho thêm giấm ăn. Rồi sau đó thì mình lấy cái hỗn hợp đó mình cho vào một miếng vải và mình chườm lên cái vùng gối bị sưng đau. Mình áp dụng liên tục như vậy trong vòng khoảng 10 ngày thì cái tình trạng đau nhức ở cái đầu gối của mình nó cũng thuyên giảm. Hay là cô bác và anh chị nào mà mình bị ra mồ hôi chân, tay nhiều, mình ra nhiều mà mình đi giày rất mình cảm thấy nó nhớt chân hoặc là tay nó ra rất là nhiều thì mình có thể sử dụng cái lá lốt này để điều trị bằng cách đó là mình sùng 30 gram mình thái nhỏ rồi mình đem sao vàng hạ thổ sau đó thì mình cho vào nồi sắc với 3 bát nước đến khi còn khoảng một bát thì mình tắt bếp và chia làm hai lần uống trong ngày duy trì liên tục đều đặn một tuần thì mình nghỉ khoảng 4 ngày và tiếp tục mình sử dụng những cái chu kỳ tiếp theo cho tới khi tình trạng bệnh của mình nó thuyên giảm đây là một bài thuốc rất là hiệu quả và được áp dụng thành công cô bác và anh chị mình cũng có thể sử dụng cái lá lốt này để điều trị cái viêm nhiễm âm đạo ở chị em phụ nữ bằng cách đó là mình sẽ sử dụng cái lá lốt này 50g kết hợp với 20g phèn chua và 40g nghệ mình cho tất cả vào nồi và đổ ngập nước mình đun khoảng 20 phút cho tất cả các cái dưỡng chất nó tan ra trong nước rồi mình lấy cái hỗn hợp này để còn ấm ấm thì mình ngâm rửa âm đạo thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả rất là tốt còn khi mà trước khi rửa thì mình có thể xông khi nó còn nóng thì mình xông Sau đó thì mình rửa khi nước còn đang còn ấm Thì nó mang lại cái hiệu quả rất là tốt Trên đây thì em chỉ chia sẻ một số các cái bài thuốc điển hình Còn rất là nhiều các cái bài thuốc từ cây à, lá lốt Một cái loại dược liệu, một cái loại rau vô cùng quen thuộc Cô bác và anh chị mình có thể tham khảo thêm và sử dụng nó vào đời sống nhé Mình có thể sử dụng nó ở dưới dạng thuốc Hay là đơn giản là mình có thể chế biến nó thành những cái món ăn để sử dụng hàng ngày video của em chia sẻ đến đây cũng kết thúc xin chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở các video tiếp theo